Phóng sự không cho phép Neymar và Mbappé dự Olympic Tokyo 2020. Đại gia bóng đá Pháp, phóng sự đã từ chối không cho phép hai ngôi sao tấn công của họ là Neymar và Kylian Mbappé tham dự Olympic Tokyo 2020. Neymar và Mbappé được đánh giá là tài năng trẻ của bóng đá thế giới, họ đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia. Do đó, Brazil và Pháp rất mong muốn có sự phục vụ của hai ngôi sao tại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, đương kim vô địch Ligue 1, phóng sực đã từ chối thẳng thừng về đề nghị của Lao Độ Ngại biểu bóng đá Pháp. Để Em bắp tham dự Olympic 2020, mặc dù anh đã có tên trong danh sách 80 cầu thủ sẽ tham gia giải đấu. Về phía Em bắp, anh đã từng nói được chơi cho đội tuyển Pháp tại Olympic là một giấc mơ. Tuy nhiên, điều đó không chỉ phụ thuộc ý muốn của tôi. Chủ tịch Lao Độ Ngại biểu bóng đá Pháp. Ông Noel Le Grae đã hy vọng có được sự đồng ý của phóng sực. Tôi không nghĩ họ sẽ phản đối. Mbappé là cầu thủ xuất sắc, anh ấy cũng có mong muốn phục vụ đội tuyển Pháp. Nhưng tôi cũng đặt mình vào vị trí của phóng sực. Họ sợ anh ấy quá tải khi tham gia tất cả các giải đấu. Liên đoàn bóng đá Brazil đã viết thư cho phóng sực xin phép để lựa chọn tài năng trị giá 200 triệu bảng của họ về nước phục vụ cho đội tuyển U23. Chủ tịch Lao độ ngại biểu bóng đá Brazil Rogério Cabocelo cho biết sẽ đàm phán với phóng sực để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Neymar có thể cũng sẽ tham gia Copa America vào tháng 6 trước khi thế vận hội bắt đầu vào tháng 7. Neymar là một nhân tố quan trọng trong chiến thắng của đoàn quân Selecao. Tại Olympic 2016, khi họ giành cúp vàng tại quê nhà Brazil. Tuy nhiên, dự kiến phóng sực sẽ từ chối yêu cầu của họ giống như trường hợp Mbappé. Lý do không nhả hai ngôi sao là do phóng sực lo ngại hai ngôi sao của họ. Sẽ bị quá tải vì lịch thi đấu dày đặc trong mùa hè này. Môn bóng đá Nam Olympic 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 22 tháng 7 đến 8 tháng 8 tại Tokyo, Nhật Bản. Trong khi đó, Mbappé sẽ khoác áo đội tuyển Pháp tại vững khoán Euro 2020 và Neymar trở về Brazil tham dự Copa America. Cả hai giải đấu này đều khởi tranh từ 12 tháng 6 đến 12 tháng 7. Brazil là nhà đương kim vô địch Olympic sau khi đánh bại Đức trong trận chung kết trên sân nhà. Tại Olympic Rio 2016, kể từ Atlanta 1996, Olympic Tokyo 2020 là lần đầu tiên Pháp tham dự môn bóng đá nam tại sân chơi Olympic. Họ đã giành huy chương vàng Olympic một lần trong quá khứ, đánh bại Brazil với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Olympic Los Angeles 1984 bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại